Kính chào quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Sau đây là những thông tin cập nhật mới nhất về cầu thủ Quang Hải đang thi đấu tại Pau FC. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây là những thông tin chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên Didier Tholo thẳng thắn nói một điều về tương lai của Quang Hải sau chiến thắng Annecy. Huấn luyện viên Didier Tholo tin rằng chỉ cần các cầu thủ Pau FC thi đấu tập trung hơn, đội bóng của ông sẽ còn tiếp tục gặt hái thêm những thành công tại Ligue 1. Dù đã có được bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Nuskam khi giúp hòa Rhodes 2 đều ở trận đấu trước, nhưng tiền vệ Quang Hải vẫn phải ngồi dự bị khi đội bóng của Anh làm khách trên sân của Annecy FC vào rạng sáng 16 tháng 10. Đánh bại Annecy 2-0, Pau FC đã làm được điều chưa từng có tại Ligue 1 ở mùa giải 2022-2023 khi lần đầu tiên giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn. Trước đó, đội bóng miền Nam nước Pháp mới chỉ có được 2 thắng lợi cùng với tỷ số 1-0 trước Lavo và Valenciennes. Ở trận đấu này, Pau FC đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở trước phút thứ 19. Từ pha phản công bên phía cánh phải, Henry Saivet chuyền bóng như đặt cho Mons Bouso Amina. Tiền đạo này dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ thành Escalet. Sau bàn thắng mở tỷ số, Pau FC thi đấu rất hưng phấn và lấn lướt so với Annecy. Trong những phút còn lại của hiệp 1, đội khách có thêm một vài cơ hội. Bước sang hiệp đấu thứ 2, Annecy tăng cường khả năng tấn công. Họ quyết dồn lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, đội bóng mới thăng hạng lại bộc lộ sự non nớt. Họ khá nhiều lần mắc bẫy phản công của Pau FC. Tất nhiên, điều gì tới cũng phải tới. Phút thứ 79, trọng tài cho Pau FC hưởng phạt đền khi cầu thủ vào sân thay người Mayron Jones bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Edwin Kofi dễ dàng ghi bàn thắng thứ hai cho Pau FC. Dù hài lòng với kết quả, tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Tholo vẫn tin rằng các học trò của mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Ông cho biết, một chiến thắng hoàn hảo, tất cả đã diễn ra theo đúng những gì mà chúng tôi tính toán. Toàn đội đã cùng nghiên cứu và nhận ra rằng Annecy là một đối thủ rất nguy hiểm nếu như họ có bàn thắng dẫn trước. Do đó, Pau FC đã kéo thấp đội hình và chơi với một sơ đồ chặt chẽ trong khoảng thời gian đầu tiên. Chúng tôi đã thành công trong việc lấp đi những khoảng trống và khiến cho đối thủ trở nên bế tắc. Tôi nghĩ rằng Pau FC phù hợp với chiến thuật này bởi khi đó các cầu thủ trên tuyến trên sẽ có nhiều không gian để chơi bóng. Thực sự, chúng ta có thể làm tốt hơn nữa vì sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng tôi nghĩ đây là tín hiệu tốt cho các trận đấu sau và tôi sẽ có những chiến thuật phù hợp cho toàn đội. Huấn luyện viên Didier Tholo chia sẻ thêm. Trong chiến thắng của Pau FC, Quang Hải không được đá chính. Tiền vệ mang áo số 19 được vào sân ở những phút cuối và chưa kịp để lại quá nhiều dấu ấn. Do đó, huấn luyện viên Didier Tholo cũng không đưa ra bất cứ nhận xét nào về anh. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Pháp lại bỏ ngỏ khả năng Quang Hải có thể được câu lạc bộ nhà người và trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Trước đó, huấn luyện viên trưởng của Pau FC cũng đề cập tới khả năng để ngôi sao mang áo số 19 về đội tuyển quốc gia. Ông nói, thành thật, tôi chưa bàn việc để Quang Hải về thi đấu ở giải vô địch Đông Nam Á mà chỉ muốn tập trung vào những trận đấu. Chuyện đó hãy để sau, chúng tôi không thảo luận chi tiết về vấn đề này. Tôi nghĩ còn tùy vấn đề trên có làm ảnh hưởng đến kết quả của câu lạc bộ hay không. Vì vậy, thời điểm này, Quang Hải cần cố gắng hết sức mình để chứng minh giá trị bản thân tại Pau FC trước khi nghĩ về những chuyện khác. Hiện tại, Pau FC đã có được 14 điểm sau 12 trận đấu để vươn lên đứng ở vị trí thứ 13 ở Ligue 1 mùa này. Ở những trận đấu tiếp theo, đội bóng của Quang Hải sẽ trở về sân nhà Stade Nuskam để tiếp đón Nîmes tại vòng 13 lúc 0 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 10. Đây chính là cơ hội vô cùng thuận lợi để Quang Hải tiếp tục ghi dấu ấn tại Ligue 1. Trong khuôn khổ vòng 12 Ligue 1 mùa giải 2022-2023, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt ít phút trong chiến thắng 2-0 của Pau FC trước đối thủ Annecy. Tuyển thủ Việt Nam vừa có bàn thắng đầu tiên cho Pau FC vào lưới của Rhodes ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, khi bàn thắng đầu tiên cho Pau FC cũng chưa thể giúp cho Quang Hải chiếm một suất đá chính, dù anh có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trong trận đấu gặp Annecy. Tới làm khách của Annecy, huấn luyện viên Tholo vẫn giữ nguyên đội hình hòa 2 đều trước Rhodes, ngoại trừ trường hợp của Eddie Civici thay thế cho Ceci Almeida ở tuyến giữa. Huấn luyện viên Didier Tholo đã có những sự ổn định về mặt nhân sự trong thời gian qua. Huấn luyện viên của Pau tiếp tục bố trí đội hình 3-5-2 thiên về phòng ngự. Ông muốn dựa vào khả năng sáng tạo của Eddie Civici và tốc độ của Mons Bouso Amina cho các pha phản công. Cả hai đều khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà khổ sở. Phút thứ 19, từ đường chuyền chuẩn xác của Civici, Mons Bouso Amina tận dụng tốc độ để vượt qua hậu vệ trước khi dứt điểm gọn gàng bằng chân phải, mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng dẫn trước, Pau FC càng dễ đá với lối chơi phòng ngự phản công đã lựa chọn trước đó. Trong khi đó, Annecy khá bế tắc ở mặt trận tấn công. Và khi đã chiếm lĩnh được thế trận, Pau FC bất ngờ tăng tốc ở hiệp 2. Mons Bouso Amina có thêm ít nhất 2 cơ hội nữa để ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Đến phút thứ 77, mọi nỗ lực của Pau đã được đền đáp. Cầu thủ vào sân thay người Mayron Jones bị phạm lỗi trong vòng cấm. Edwin Kofi thực hiện thành công cú phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.
Sau đó, huấn luyện viên Didier Thô Lô tung Quang Hải vào sân khi đội nhà đang dẫn với tỷ số 2-0. Trong khoảng 10 phút cuối trận, khi cầu thủ của Hà Nội FC chủ yếu cùng đồng đội phòng ngự bên phần sân nhà để bảo vệ tỷ số. Vì vậy, Quang Hải gần như không có được tình huống tổ chức tấn công nào. Dẫu vậy, anh cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình. Ở trận đấu này, Quang Hải được tung vào sân ở phút thứ 82 nhưng không để lại dấu ấn. Cầu thủ người Việt Nam chỉ chạm bóng 5 lần và thực hiện được 3 đường truyền, đạt tỷ lệ chính xác là 33,33%. Tờ SofaScore chỉ chấm tuyển thủ người Việt Nam 6,4 điểm. Đây là điểm số thấp nhất của Quang Hải từ đầu mùa. Nói về chiến thắng của Po FC, tiền vệ Steve Bernard chia sẻ, mục tiêu ban đầu của chúng tôi là không để thủng lưới. Toàn đội đã đạt được điều đó. Chúng tôi hiểu rằng nếu để đối thủ kiểm soát bóng, thì đội nhà sẽ có cơ hội phản công. Cả đội đã tuân thủ tốt chiến thuật của huấn luyện viên Didier Thô Lô. Khi được hỏi về ấn tượng về Quang Hải đến từ Việt Nam, tiền vệ này cho biết, tôi thi đấu với Hải vài lần, cậu ấy là một đồng đội tốt, nhưng bây giờ vẫn còn là những ngày đầu thi đấu cùng nhau giữa tôi và cậu ấy. Chúng tôi sẽ học hỏi lối chơi của nhau nhiều khi mùa giải diễn ra và hy vọng chúng tôi có thể xây dựng được mối quan hệ cộng sự tốt cho phần còn lại của mùa giải. Với 3 điểm có được ở vòng 12 của League Pro FC đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp cho đội bóng miền Nam nước Pháp tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Họ vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Ở vòng đấu tới, Pau FC sẽ trở về sân nhà để chạm trán với Nimes. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Didier Thô Lô của Pau FC đã lý giải chiến thuật giúp cho đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Annecy. Bên cạnh đó, Quang Hải được vào sân ở những phút cuối trận này. Bàn thắng vào lưới Rhodes ở vòng 11 không giúp cho Quang Hải giành lại suất đá chính trong đội hình của Pau FC. Tuyển thủ người Việt Nam vẫn được xếp vào danh sách dự bị khi đội chủ nhà chạm trán Annecy trên sân khách ở vòng 12. Huấn luyện viên Didier Thô Lô tung Quang Hải vào sân ở phút thứ 82. Đó là thời điểm Pau FC vừa ghi được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Tiền vệ sinh năm 1997 chạm bóng rất ít trong những phút góp mặt trên sân. Trong khoảng 10 phút cuối trận, Pau FC chơi với đội hình rất thấp, ưu tiên sự an toàn để bảo vệ tỷ số. Quang Hải hầu như cũng chỉ hoạt động ở sân nhà để hỗ trợ các đồng đội phòng ngự. Đội chủ sân Nuskam hầu như không tấn công khi tuyển thủ Việt Nam góp mặt trên sân. Thế nhưng, Quang Hải chủ yếu tham gia ở mặt trận phòng ngự. Theo SofaScore, Quang Hải có 5 lần chạm bóng, chỉ chuyền chính xác 1/3 đường chuyền và có 4 lần mất quyền kiểm soát bóng. Huấn luyện viên Didier Thô Lô đã có những sự ổn định về mặt nhân sự trong thời gian qua. Do đó, ông không sử dụng Quang Hải đá chính ở trận gặp Annecy. Huấn luyện viên trưởng của Pau FC tiếp tục bố trí đội hình 3-5-2 thiên về phòng ngự. Ông muốn dựa vào khả năng sáng tạo của Eddie Civici và tốc độ của Mons Bosso Amina cho các pha phản công. Cả hai đều khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà khổ sở. Tham dự buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Thô Lô đã lý giải về chiến thuật giúp Pau FC giành chiến thắng trước Annecy. Ông chia sẻ, chúng tôi cũng đã xem xét các số liệu thống kê của đối thủ và biết rằng nếu để họ ghi bàn thắng trước thì mọi thứ sẽ trở nên rất phức tạp. Bất cứ khi nào Annecy có bóng, họ có thể tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm. Vì vậy, tôi bố trí số đông các cầu thủ để không lộ ra các khoảng trống như các trận đấu trước. Chúng tôi muốn thu hút họ để có nhiều không gian cho các cầu thủ ở phía trên. Tôi nghĩ đội đã thành công với chiến thuật này. Thực sự, chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa bởi có nhiều tình huống thuận lợi để ghi bàn. Đây là tín hiệu tốt để đội sẵn sàng cho những trận đấu khó khăn hơn phía trước. Chiến lược gia người Pháp cho biết thêm, ở trận đấu trước, huấn luyện viên Didier Thô Lô chia sẻ về Quang Hải. Ở cuộc họp báo trước vòng 12 của League, ông cho biết, thành thật, tôi chưa bàn việc để Quang Hải về thi đấu ở giải vô địch Đông Nam Á mà chỉ muốn tập trung vào những trận đấu. Chuyện đó hãy để sau, chúng tôi không thảo luận chi tiết về vấn đề này. Tôi nghĩ còn tùy vấn đề trên có làm ảnh hưởng đến kết quả của câu lạc bộ hay không. Trong khi đó, huấn luyện viên Didier Thô Lô không nhắc cụ thể bất kỳ cái tên nào sau trận đấu với Annecy. Tuy nhiên, ông khẳng định toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực để mang về chiến thắng cho Pau FC. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng thành công khi giữ sạch lưới. Lúc này, Pau FC thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trên sân của Annecy. Với kết quả này, giúp cho đội chủ sân Nuskam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng của League lên vị trí thứ 13. Tuy nhiên, Pau FC cũng chỉ hơn nhóm xuống hạng có 2 điểm.